Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ Hoàng Phúc Photo. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cái panel của mình ha, là panel Quick Retouch nhưng mà phiên bản 3.0 là mới nhất hiện tại. Nó có cái gì, cách sử dụng ra sao và cách cài đặt như thế nào thì trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn luôn nha. Rồi, cái panel này á, thì mình sẽ tặng kèm khi anh em mua những cái combo preset khóa học hoặc là preset hoặc là combo tổng thể những thứ đó luôn. Thì các bạn có thể lên trang website là store.hoangphucphoto của mình. Các bạn tham khảo thêm nha. Đây, ví dụ như là mình sẽ đây, mình cho các bạn coi cái store.hoangphucphoto.com. Đó, các bạn có thể lên trang web này và các bạn tham khảo ha. Đấy, những cái combo này là những cái combo mà mình sẽ tặng kèm cái panel này khi các bạn mua combo bất kỳ ha. Hoặc là các bạn kéo xuống dưới, các bạn sẽ thấy là mình có bán lẻ cái panel này luôn ha. Panel này là 449.000 ở cái thời điểm hiện tại, có thể tăng hoặc có thể giảm hoặc có thể có những cái chương trình ưu đãi sau này nếu các bạn tùy thời điểm mà các bạn vô website của mình nhé. Ok, thì với những khách hàng cũ đã mua cái panel này rồi thì các bạn có thể truy cập vô cái website hệ thống store.com đó, store.hoangphucphoto.com đó, để các bạn có thể tải lại ha. Nếu các bạn đã có thể tải phiên bản 2.0, 2.1 trước đây, các bạn có thể vô cái store.hoangphucphoto.com để tải lại và các bạn sẽ thấy ngay nó là phiên bản 3.0 rồi ha. Thì cái nếu các bạn gặp bất kỳ vấn đề gì, anh em khách hàng cũ thì hãy nhắn tin ở trên fanpage của mình để mình hỗ trợ nhé. Rồi, quay trở lại cái panel của mình. Cho những em nào chưa biết thì cái panel của mình á, thì mình sẽ ở cái mức độ gọi là mình làm nó khoa học hơn ha. Nếu để nói về những cái khác biệt cái panel của mình so với lại những cái panel ở trên thị trường có sẵn, ví dụ như là panel của Tuyên Mãn, của Sa Design, của bla 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 kiểu như vậy, thì của mình nó sẽ tinh gọn hơn, ít chức năng hơn ha. Ví dụ như đây, các bạn có thể thấy là mình, đây là cái hình quảng cáo thôi, mình sẽ có da tự động, mềm da, sáng da, da tự động hàng loạt, tạo cảm V-Line, to mát các thứ đồ. Thì cái chính á, cái sự khác biệt nhất á, đó là của mình nó tinh gọn, nó dễ sử dụng hơn ha. Khi mà đa phần những cái panel khác á, các bạn click vô, các bạn còn phải bôi cái layer mask này nọ đồ nữa, thì cái panel của mình chỉ rất đơn giản, các bạn click vô là nó sẽ làm toàn bộ auto từ A tới Z cho các bạn, các bạn không cần phải điều chỉnh cái gì thêm cả. Hình dung không ha, đơn giản như vậy thôi. Sau đó chúng ta có cái gộp layer này, gộp lại xong rồi chọn cái khác, xong lại gộp lại xong rồi chọn cái khác nếu các bạn muốn ha. Thế đó, thì cái tính năng của mình đơn giản là như vậy thôi, đơn giản nhưng mà có võ, nó hiệu quả. Cái quan trọng nhất là chúng ta làm xử lý ra được cái bức ảnh của chúng ta nó hoàn thiện thì nó tốt hơn ha. Cho nên là cái đối tượng mà anh em có thể sử dụng cái panel của mình thì trải dài luôn, kể cả những anh em chúng ta gọi là làm nghề chuyên nghiệp hoặc là những anh em mà sử dụng gọi là phổ thông bình thường thôi, lâu lâu mở hình lên chỉnh hình cho vợ con, bạn bè, bạn gái, người yêu chẳng hạn như vậy. Đầu tiên là để cài đặt ở trên máy tính Windows, như mình đang sử dụng Windows đây, thì đơn giản thôi, khi các bạn tải cái panel của mình về ha, thì các bạn sẽ có một cái file zip, đây là file nén, các bạn sẽ click chuột phải, chọn là extract. Đây, các bạn sẽ thấy những cái dòng này, tên là extract này. Nếu như máy các bạn không cài WinRAR thì các bạn cũng sẽ thấy cái chữ extract luôn ha. Extract có nghĩa là giải nén đó ha, để các bạn giải nén ra. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn là extract to Quick Retouch V3 hoặc là extract here cũng được, các bạn chọn cái nào cũng được, extract here đi. Đó, rồi nó sẽ có một cái thư mục, các bạn sẽ vô thư mục này, các bạn chọn là cài trên máy tính Windows này, cài trên Windows, bởi vì chúng ta đang Windows mà. Đó, đây có một cái là file cài đặt ha, các bạn sẽ click chạy nó. Rồi ở bước cài đặt này, nếu như trường hợp nó hiện ra là gọi là bị cảnh báo hay là cái gì đó thì các bạn sẽ nhấn vô cái dòng chữ là more info, sau đó các bạn nhấn chọn là still run kiểu như vậy nha, vẫn cho phép chạy đó. Rồi ở đây các bạn sẽ tích vào cái là version 3.0, nếu yêu cầu là các bạn sẽ phải sử dụng vào Photoshop CC 2019 trở lên nha, để chúng ta sử dụng được version 3.0. Còn không thì các bạn sẽ chỉ có thể sử dụng cái phiên bản là 1.0 thôi ha. Rồi nhấn 3.0 này, các bạn nhấn nút tiếp ha và chọn là cài đặt. Đó, và xong. Đơn giản như vậy thôi, cũng không cần gì nhiều, hoàn thành. Rồi, bây giờ để cho nó đảm bảo là không có lỗi thì mình có để sẵn cái là file sửa lỗi panel.reg này. Thì các bạn hãy click vô để mà chúng ta, đó, click đôi này, nhấn yes và nhấn ok, xong.
À, bây giờ các bạn sẽ khởi động máy tính, khởi động cái phần mềm Photoshop lên. Nhớ là các bạn sẽ phải tắt Photoshop trước đó nha, sau đó các bạn mới mở mở nó lên lại hả. Ok, sau khi đã mở cái Photoshop rồi, các bạn sẽ vào menu Windows, chọn Extension và các bạn sẽ chọn là HP Photoshop Quick Retouch. Nó sẽ hiện cái panel này. À, đây cái panel của mình đơn giản nó là như thế này thôi. Các bạn sẽ thấy chúng ta có cái logo, nhóm, những cái tính năng ở đây. Đơn giản như vậy ha. Ok, còn cách cài đặt với lại Mac OS thì khi các bạn giải nén vào vào thư mục Mac OS, các bạn sẽ có cái file PKG này. Nhớ các bạn phải thoát cái Photoshop trước đó nha, nếu đang chạy ngầm. Rồi, bây giờ các bạn sẽ chạy cái file này ha. Chúng ta vào tiếp tục. À, và các bạn nhấn tiếp tục, rồi tiếp tục nhấn đồng ý ha, đơn giản như vậy. Và bây giờ chúng ta nhấn cài đặt. À, và đây các bạn sẽ nhập cái mật khẩu của máy tính ha, mật khẩu của máy tính vô. Và sau đó các bạn nhấn cài đặt phần mềm. Nó sẽ tự động nó chạy thôi và chỉ nhấn nhấn đóng. Rồi, ở đây nếu như trường hợp nó hiển thị cái lỗi á, là kiểu như là không có được quyền chạy khi các bạn chạy cái file cài đặt này á, các bạn hãy vào menu Apple và chọn vào phần bảo mật và quyền riêng tư. Tiếng Anh thì nó sẽ là Security and Privacy. Ở đây cái dòng khu vực này nó sẽ hiển thị cái nút đó là cho phép chạy ha. Và lúc đó cái phần cài đặt của chúng ta nó sẽ chạy thôi. Ở trong Photoshop, bây giờ chúng ta sẽ khởi động Photoshop này. Chúng ta vào thư mục menu là Windows và chọn là Extension và click vào HP Photoshop Quick Retouch 3 thì nó cũng sẽ tự động nó chạy. Đó, nó sẽ chạy hoàn thiện như này. Là trường hợp mà các bạn sử dụng cái Mac OS mà xài chip M1 á, sử dụng Photoshop Native và chúng ta không thấy cái extension này á, thì các bạn hãy vào thư mục ứng dụng ha, vào thư mục ứng dụng này, application á, vào tiếp thư mục Photoshop, nhớ nha, cái này là thư mục nha. Rồi bây giờ chúng ta click chuột phải vào cái app Photoshop và chọn là Get Info hoặc là lấy thông tin. Ở khu vực này sẽ hiển thị cái nút là cho phép chạy với Rosetta ha, các bạn tích vô. Rồi sau đó chúng ta khởi động lại Photoshop thì nó sẽ có. Rồi về cái cách sử dụng thì nó rất là đơn giản thôi ha, kể cả trên máy tính Windows hay là Mac OS thì nó cũng như nhau hết. Các bạn sẽ thấy chúng ta có những cái tính năng tự động. Đây, mình giới thiệu sơ qua đó là về phần xử lý da này, về phần xử lý chân dung này, xử lý toàn ảnh này, và chúng ta có một cái nút gộp. Thì cái cách sử dụng cực kỳ đơn giản, các bạn hãy tưởng tượng như thế này ha, chúng ta chỉ cần nhấn vô cái tính năng mà các bạn cần, sau đó các bạn nhấn gộp layer và chúng ta tiếp tục chọn những cái tính năng khác các bạn muốn. Bởi vì hầu như mọi thứ của mình thì đã được tối ưu tự động rồi ha, chúng ta không cần phải điều chỉnh gì quá nhiều. Chúng ta có thể điều chỉnh ha, có thể điều chỉnh, nhưng với những anh em chúng ta không rành thì chúng ta không cần thiết phải điều chỉnh ha. Ví dụ như là bức hình này đi thì mình sẽ chọn là da tự động này ha, các bạn chỉ cần nhấn vô, ví dụ như ở đây thì phần xử lý da này chúng ta mình cảm thấy chưa ổn lắm thì mình sẽ click vô da tự động đó và thả chuột thôi ha. Bây giờ thì Photoshop nó sẽ tự động nó xử lý, nó chạy cho mình đó, vui lòng chờ, đang tiến hành sẽ sớm hoàn thành. Và đó, một tấm ảnh thì nó sẽ mất chừng là loanh quanh chừng 5 5 giây, 5 tới 10 giây để chúng ta xử lý ha. Rồi, sau khi chạy xong thì chúng ta có thể điều chỉnh được cái độ mạnh yếu. Các bạn có thể để độ mạnh nếu như da chúng ta không ổn như hồi nãy. Đâu rồi? Đây, chúng ta có thể zoom vô và mình có thể bật tắt này, đây là trước này, sau, trước, sau, trước, sau. Ổn đi rất là nhiều ha. Đây là trước này, sau, trước, sau. À, như với những cái mụn mà nó kiểu như này đó, các bạn có thể thấy là sau khi chạy xong ta có một cái layer này, các bạn nhấn nút gộp layer nó sẽ tự động nó gộp lại cho anh em ha. Những trường hợp mà cái mặt nó vẫn còn nhiều cái mụn lớn như thế này thì không còn cách nào khác, các bạn sẽ sử dụng cái Spot Healing Brush Tool ha. Các bạn chỉ việc bôi click vào cái phần mụn thôi. Bởi vì đơn giản là những cái chi tiết này nó quá là lớn, thành ra trường hợp nếu như mà mình code mình làm cái panel này để mà xử lý những cái này luôn á, thì vô tình sẽ có những cái gọi là những cái điểm, ví dụ như là những cái trang trí họa tiết ở trên mắt chẳng hạn như vậy, nó bị xóa đi luôn thì nó lại thành lỗi. Thành ra là ok, miễn là làm da nhìn nó tổng như thế này là ok rồi ha. Bởi vì ở đây chúng ta có thể sử dụng là cả cái da tự động hàng loạt nữa. Đây, các bạn click vô thì nó sẽ ra xử lý hàng loạt này. Các bạn có thể chọn là xử lý những file đang mở ha. Nếu ở đây mình đang mở 4 file này, của Kiên KK, của Ngọc Long ha. Lưu và đóng file có tự động lưu và đóng không, các bạn có thể chọn ha. Thư mục xuất ra là ở đâu, trường hợp các bạn không xử lý cái file đang mở thì chúng ta có thể chọn thư mục nguồn ha. Chúng ta chọn cái thư mục mà có những cái file
file, ví dụ như là chạy ảnh tiệc chẳng hạn như vậy ha, chúng ta có thể chọn được ha. Và thư mục xuất ra rồi có bao gồm cái thư mục con nằm ở trong thư mục nguồn này không, các bạn có muốn đổi tên gốc cộng với lại cái hậu tố là gì không, vì các bạn có thể chọn ha, hoặc là ghi đè file nguồn luôn. Rồi ở phần cài đặt ảnh đầu ra, các bạn có thể chọn luôn là cao hoặc là thấp hoặc trung bình, tùy theo cái mức độ gọi là mịn da mà các bạn muốn. Thì theo mình á, nếu như chúng ta chọn cho sử dụng phổ thông thì các bạn hãy mạnh dạn các bạn để cao cho mình. Như hồi nãy các bạn thấy là khi mình để cao á, thì cái phần chi tiết mặt nó vẫn rất là ok, chẳng vấn đề gì cả. Hình này rất là như vậy rồi, huống hồ là hình tiệc ha. Hình tiệc chúng ta vẫn sử dụng được hoàn toàn bình thường, các bạn có thể để cao hoặc là trung bình tùy ý muốn. Phần phía dưới này JPEG hoặc là PNG hoặc là TIFF thì tùy các bạn có thể chọn ha. Thì thông thường chúng ta có thể để là JPEG ha, và chúng ta nhấn bắt đầu là nó sẽ tự động nó chạy hàng loạt tất cả những cái hình ở trong cái folder mà các bạn đang cần xử lý hàng loạt đó. Tương tự như vậy với những cái chức năng như kiểu là mềm da này, click vô nó cũng sẽ tự động nó chạy thôi. Và cái này thì nó sẽ làm cho cái phần gọi là cái phần có thể những cái phần mà mình nó sao để mô tả cho em nhỉ, là nó sẽ hơi bị bấp bênh ở trên mặt mình ha, ví dụ như là những cái phần lồi lõm kiểu như vậy ha, thì nó sẽ làm cái da của ta nó láng hơn ha, những cái hạt thì nó cũng sẽ mịn hơn so với lại góc. Đây mình có thể, đây là trước này, sau, trước, sau, thì cái tính năng này á nó sẽ vô tình có một chút nó làm cho cái phần chi tiết da, cái phần gọi là độ nổi khối của da nó hơi thấp đi. Thành ra là các bạn có thể để opacity, mình có để opacity mặc định là 40, tương đối thấp. Các bạn có thể giảm opacity đi một chút nếu các bạn muốn. Hoặc là các bạn chỉ đơn giản là làm da tự động thôi, không phải lý do tại sao, không phải tự nhiên mà mình để cái này là chữ da tự động đâu, bởi vì nó tổng hợp tất cả xử lý những cái vấn đề có thể gặp về da rồi, trừ những cái phần mụn lớn thôi. Rồi, gộp layer ha. Rồi mình tương tự như vậy với sáng da nha, còn lại là tạo cằm V-line to mắt. Rồi ví dụ như là tạo cằm V-line to mắt đi, nhấn vào to mắt đó, nó sẽ tự động nó nhận diện khuôn mặt ha. Và nếu như trường hợp ở trong ảnh các bạn có nhiều khuôn mặt hơn ha, thì nó sẽ hiển thị ở đây, ví dụ như ở đây là khuôn mặt số 1 này, hai người thì nó sẽ hiển thị thêm cái khuôn vào mặt số 2 nữa. Các bạn muốn chọn cái mức độ như thế nào thì các bạn có thể chọn cái mức độ ở đây ha, trung bình, ít, ví dụ mình để nhiều đi cho anh em thấy dễ thấy kết quả, mình nhấn đồng ý thì nó sẽ chạy. Trường hợp các bạn chỉ muốn chạy số 1 thôi, không chạy số 2, thì các bạn bỏ cái tích ở cái khuôn mặt số 2 đi ha. Rồi đây là trước này, sau, trước, sau, nhìn nó cũng hơi buồn cười bởi vì mình để là nhiều á, thành ra là những ai mắt híp quá thì mới phải sử dụng thôi. Rồi ok, mình có thể qua một số cái khác đi, ví dụ như là đây đi, tạo cằm V-line này, đại khái là thon mặt anh em. Tạo cằm V-Line, click cái nó cũng sẽ nhận diện tương tự như vậy thôi. Nếu như có trường hợp nhiều mặt hơn thì nó sẽ hiện cái khuôn này. Đây mình sẽ để nhiều đi cho anh em dễ thấy. Đó, tạo cằm V-Line hoặc là thon mặt thì nó sẽ ra. Đây là trước, sau, trước, sau. Tất nhiên là trước thì nó vẫn đẹp sẵn rồi, thành ra là cũng không cần phải chỉnh làm gì nhiều. Rồi, còn những tính năng khác, ví dụ như là một số cái tính năng mà sẽ không có tự động được, ví dụ như là đây là đẹp môi, trắng răng, ha, hai cái này, đẹp môi và trắng răng, thì hai cái này sẽ không có tự động nha, và chúng ta sẽ phải sử dụng brush. Ví dụ như là đây phần trắng răng đi, click một cái, rồi, ở đây nó sẽ có một cái layer mask, ha, và chúng ta sẽ chọn vào đây, chọn cái brush màu trắng, ha, chọn brush màu trắng, ha, brush màu trắng này, và chúng ta sẽ bôi vào phần răng, ha, các bạn để hardness là 0% đi. Sau chúng ta các bạn bôi vào phần răng nha. Mình nói lại một chút nha, là chúng ta có hai tính năng không có tự động, đó là đẹp môi và trắng răng ha. Có thể trong tương lai nếu Photoshop nó hỗ trợ mình chọn tự động hai cái chi tiết này ở trên mặt thì mình sẽ update nó để nó xử lý tự động, còn hiện tại Photoshop không có sẵn, thành ra là mình không có cái nguồn nào để xử lý cả. Cho nên là phần đẹp môi và trắng răng, mình nói lại một cái nữa nha, là anh em sẽ phải làm thủ công. Chúng ta sẽ click sử dụng cái brush để chúng ta bôi vào phần răng, cũng đơn giản thôi, cũng không có gì phức tạp lắm đâu anh em. Còn lại ngoài hai đó ra, còn lại là tất cả đều là tự động cả rồi ha. Khử ám đỏ trên da, click một cái nó sẽ tự động nó chọn cho chúng ta. Đây mình sẽ để là cao luôn. Rồi, đây là trước, sau, trước, sau. Đó cái phần bị ám đỏ này. Đa phần các bạn chụp ví dụ như là chụp ở trong rạp á thì chúng ta hay gặp cái trường hợp là bị ám đỏ như này ha. Rồi, gộp layer các bạn thể giảm opacity, rồi gộp layer. Rồi, một vài cái như ví dụ như là cứu vùng cháy đen, click một cái nó sẽ cứu đỡ, nó làm cho cái ảnh ta nó bớt bị cháy khu vực tóc đi. Mình có thể sử dụng đây cái ảnh này đi, mình chọn là cứu vùng cháy đen,
Đó, nó sẽ tự động nó chạy và nó sẽ lấy chi tiết phần phần bị tối đi cho mình. Đây là trước này, sau, trước, sau. Đó, nó sẽ đỡ bị gọi là một cục màu đen hơn ha. Rồi. Tiếp theo là một vài cái nữa, ví dụ như là mờ ảo này, hiệu tạo hiệu ứng mờ ảo. Ví dụ như là đây, mình chọn tạo hiệu ứng mờ ảo đi. Click một cái. Rồi. Continue. Rồi mình sẽ tăng lên để cho nó nhẹ nhẹ bớt ra, cho lung linh lên tùy cái mức độ các bạn muốn. Rồi, là xong, đây là trước này, sau, trước, sau ha. Gộp layer hoặc là tùy các bạn ha, mình có thể xóa layer này đi. Rồi. Trong trẻo, các bạn click một cái, nó sẽ tự động nó chạy một cái color profile làm cho ảnh trong trẻo. Trường hợp nó bị sáng quá như này, các bạn có thể click vào cái dấu trừ này để chúng ta giảm sáng đi, hoặc là các bạn giảm opacity của nó ha, để nó trong hơn. Đây là trước, sau, trước, sau. Ví dụ một vài cái khác đi. Cơ bản những cái này thì nó cũng đã khá là ổn rồi. Gộp layer trong trẻo. Các bạn có thể thử cái tính năng này với lại ảnh của các bạn coi thử như thế nào nhé. Ví dụ đang hơi sáng này, các bạn giảm opacity đi. Mình để chừng 29% thôi. Trước, sau, trước, sau. Đó. Một vài cái nữa như là khử ám màu ha. Ví dụ như là cái ảnh của các bạn mà bị ám màu đi. Mình đây, cái này cái phần màu sắc mình nghĩ là nó cũng chưa có được gọi là cân bằng lắm, thì chúng ta có thể click vô khử ám màu. Đó thì nó sẽ làm cho ảnh chúng ta nó cân bằng lại ha. Trường hợp và nó hơi tối như thế này á thì các bạn có thể tăng sáng lên ha. Tăng sáng cách thủ công thôi. Gộp layer ha, các bạn có thể vào camera raw để chúng ta tăng đẩy cái sáng lên tùy theo ý ha. Đây, ví dụ như là ảnh này, ta đẩy sáng lên một tí và nhấn ok. Đó thì nó sẽ sáng hơn, hoặc là các bạn có thể sử dụng Ctrl M ha, Ctrl M này rồi tăng sáng lên. Tùy theo ý các bạn chọn cái tính năng nào mà các bạn cảm thấy quen thuộc nhất của các bạn thôi ha. Với những cái ảnh mà nó hơi bị ám ám đỏ, ám xanh, ám vàng, đặc biệt với lại những cái ảnh gọi là ảnh chụp rạp tiệc cưới á, thì rất hay thường gặp, hay những cái trường hợp mà nó bị lệch màu thì các bạn có thể sử dụng cái khử ám màu này để nó xử lý ha. Ngoài ra chúng ta có tăng nét ảnh này, có tạo noise nữa, tùy các bạn có thể thao tác thử nha. Rồi, ngoài ra chúng ta còn cái ở bên tab thao tác ha. Hồi nãy là tab retouch rồi, chúng ta qua tab thao tác. Ở bên thao tác này, các bạn sẽ có thấy ngay là lưu ảnh Facebook ha, chúng ta click vô cái. Rồi, đó chúng ta chọn cái nơi lưu thì nó sẽ tự động. Cái tính năng này nó sẽ hỗ trợ anh em lưu một cái file ảnh mà các bạn đang mở đó thành một cái file có định dạng phù hợp nhất, tối ưu nhất để các bạn up lên Facebook và nó sẽ đảm bảo nó nét ha. Mình nói một chút đó là để đảm bảo nét thì các bạn nên up hình ở trên máy tính nha. Chứ cái hình này các bạn lưu vào Zalo xong từ Zalo các bạn up lên Facebook từ điện thoại thì nó cũng nét như thường thôi. Cho nên là hãy cố gắng up lên từ máy tính nha. Rồi chúng ta ngoài ra các bạn có thể lưu ảnh Facebook hàng loạt, click một cái và chúng ta có thể chọn xử lý các file đang mở hoặc là xử lý ở một cái thư mục bên ngoài ha, thư mục ảnh chẳng hạn như vậy. Và các bạn là chọn nơi lưu rồi bấm bắt đầu thôi. Ở đây mình không có chọn định dạng bởi vì mặc định định dạng phù hợp cho Facebook nó sẽ là PNG ha. Rồi ngoài ra chúng ta còn một cái gọi là chèn chữ ký hàng loạt. Đây các bạn thì click vô chèn chữ ký ha. Rồi ở đây thư mục chứa ảnh, các bạn sẽ chọn cái nơi lưu cái file chữ ký của các bạn hoặc là logo. Và mình nói một cái là cái chữ ký logo này sẽ phải là dạng PNG có nền trong suốt ha, để cho nó đẹp nhất. Trường hợp không phải nền trong suốt thì cũng không sao ha, nhưng mà JPEG cũng được ha, JPEG cũng được, nhưng mà nó không đẹp thôi ha, không đẹp thôi. Mình sẽ thử cho anh em ha, mình sẽ mở một cái đâu rồi tutorial. Cái file của mình đâu nhỉ? Thư mục chứa ảnh. À đây là thư mục chứa ảnh. Mình sẽ sử dụng Desktop New Folder. Đây là thư mục chứa những cái hình mình đang mở này. Và mình sẽ chọn là đâu rồi? Mình có thể test một cái khác đi cho nó dễ. Chứ mất công nó mở đâu rồi? Mình sẽ mở một hình hình này chẳng hạn như vậy. Mình sẽ tạo một thư mục test chèn chữ ký chèn chữ ký rồi paste vào đây cái thêm một cái file gì đó nữa đi. Đấy, ví dụ hình này đi rồi test chèn chữ ký đó, vừa là file raw vừa file png này ha, và chọn là chèn chữ ký. Rồi ở đây mình sẽ duyệt tới cái nơi lưu cái nguồn file mà mình chứa những cái đại khái là chứa những cái file mà các bạn đang muốn chèn chữ ký ở trong đó, thì mình sẽ chọn đây ha. Rồi ok. Rồi, thư mục lưu ảnh các bạn muốn lưu ở đâu? Ha? Cùng lưu cùng một chỗ luôn hoặc là lưu chỗ khác thì tùy.
Ví dụ như là mình sẽ lưu cùng một chỗ luôn, đấy, tên, chữ ký, select. Rồi, cái folder chọn logo chữ ký thì chúng ta sẽ chọn ở đây ha. Mình click vô và chọn cái chữ ký hoặc cái logo mà anh em muốn. Ví dụ ở đây tutorial mình sẽ chọn tới cái logo HP. Rồi, ok. Rồi, ở phía dưới này các bạn sẽ chọn là cái giảm kích thước chữ ký, giảm kích thước logo. Có một số cái gọi là hạn chế về cái việc code, về cái hiển thị ha. Thành ra là nó sẽ không có cái preview. Cái này thì mình công nhận nó là một cái hơi lỗi của mình, nhưng mà tất nhiên là về cái giới hạn về khả năng coding thôi ha. Độ mờ thì chúng ta sẽ giảm cái opacity đi. Rồi, vị trí logo thì chúng ta sẽ chọn là ở phía dưới bên trái, hoặc là ở trên bên phải, hoặc là ở giữa, hoặc là ở đâu đó tùy các bạn. Thông thường nó sẽ nằm ở phía dưới bên trái. Cách cạnh dọc là bao nhiêu pixel thì thông thường mình sẽ để chừng 40, 50 gì đó kiểu vậy ha. Rồi, sau đó chúng ta sẽ chọn thực hiện. Cái gọi là cái kinh nghiệm của mình khi sử dụng tính năng này là các bạn hãy copy cái file hình á qua một folder riêng. Các bạn chọn một hình thôi. Sau đó các bạn sẽ chạy trước để chi? Để các bạn biết được là cái kích thước logo hay là cái chữ ký của bạn nó có phù hợp không. Nếu nó lớn quá chúng ta có thể giảm xuống, hoặc là nếu bé quá các bạn có thể tăng cái phần trăm này lên ha. Đây, mình sẽ nhấn thực hiện. Bây giờ nó sẽ tự động nó mở cái hình của chúng ta và cho nó chèn cái file logo vô. Và đây, chúng ta có một cái file đâu rồi. Đó. Như này các bạn sẽ thấy là nó hơi to quá. Hơi to quá. Thì chúng ta có thể làm cho nó nhỏ hơn đi. Như hồi nãy mình để 40 đúng không? Thì bây giờ mình sẽ để tầm 15 thôi. Đó. Nhấn nút thực hiện. Đó, nó sẽ tự động nó chạy. Đó, sau khi chạy xong thì giảm đi thì mình cảm thấy nó cũng ok rồi này. Và ở đây mình có thể chọn lại nữa, bởi vì mình đang nghĩ là mình có thể tăng cái kích thước vị trí lên 70 mấy % đi. Mình để nó nhỏ lại hơn nữa, để chừng 12% thôi, và mình sẽ nhấn thực hiện. Ở phiên bản hiện tại thì các bạn thể thấy là mình đang lọc mất cái tính năng gọi là chạy file PNG. Tuy nhiên là mình sẽ update cái này lên sớm ha. Cái file RAW hoặc là file JPEG thì đều có thể chạy được nha, cho nên là các bạn yên tâm. Rồi đó, chúng ta có cái như này cũng khá là ổn đúng không? Rồi, thì đó là cái tính năng chèn chữ ký ha. Và ở tiếp theo nữa đó là cái tính năng là cài preset. Cái này mình hỗ trợ anh em có thể import cái preset một cách rất là đơn giản thôi. Ví dụ như là các bạn có những cái file preset riêng của mình chẳng hạn như vậy, hoặc là các bạn tải những cái preset của mình, các bạn muốn gọi là cài đặt preset cho nó nhanh á, thì các bạn có thể sử dụng cái tính năng này ha. Cái cách sử dụng rất là đơn giản thôi. Các bạn sẽ lấy cái file XMP, cái định dạng đuôi là XMP nha. Các bạn click kéo thả vào trong cái này. Đó, thả vào trong cái khu vực này thôi. Nó sẽ báo là cài đặt profile preset thành công. Sau khi nó cài đặt thành công như vậy rồi, có nghĩa là nó đã vào trong Camera Raw. Các bạn thể vào trong cái phần là Filter Camera Raw ha. Và chúng ta qua cái phần là preset đây. Và các bạn sẽ tìm nó ha, tùy theo cái file của các bạn nữa. Thông thường nó sẽ, nếu như không có group ha, nếu các bạn tải những cái preset ở bên ngoài thì thông thường nó sẽ không có những cái group như cái preset của mình, mà nó sẽ nằm rải rác ở đâu đó, hoặc là nằm ở trong cái thư mục tên là user preset chẳng hạn như vậy. Hoặc là nếu các bạn không kéo thả, các bạn có thể click vào đây ha, và nó cũng sẽ ra cái khung để các bạn chọn cái file preset luôn. Và nhớ các bạn sẽ phải chọn cái file có đuôi là XMP. XMP đúng rồi ha. Trường hợp các bạn chọn cái file khác thì sao? Thì nó sẽ báo lỗi chứ sao ha. Ví dụ như là mình chọn file linh tinh gì đấy C đó, nó sẽ báo là định dạng tệp không được hỗ trợ này ha. Nhớ là chỉ thả cái file có đuôi là XMP thôi ha. Và có một cái lưu ý nhỏ, đó là nếu như các bạn sử dụng Photoshop phiên bản 2019 trở lên, cùng với Lightroom Classic ha, cũng phiên bản 2018 trở lên, thì khi các bạn cái khi thì khi các bạn cài đặt preset ở trong cái panel này, hoặc là preset ở trong Camera Raw, thì nó sẽ đồng bộ ở bên Lightroom luôn ha. Có nghĩa là các bạn cài vào đây, cài vào Photoshop, cài vào Camera Raw thì bên Lightroom Classic cũng sẽ có luôn ha. Thì đơn giản như vậy thôi. Thì đó là toàn bộ về cái xử lý, cái cách sử dụng ha, cách sử dụng cái panel Quick Retouch phiên bản thứ ba của mình. Vì cái video này cũng tương đối dài, thì mình hy vọng là nó đã hỗ trợ được cho anh em về những thông tin về cách sử dụng. Mình có thể túm gọn cái cách sử dụng rất là đơn giản thôi. Chúng ta click chọn và chọn gộp đây, hơi đơn giản là như vậy thôi.
còn lại hầu như các bạn không cần phải làm gì hết ha. Các bạn cảm thấy những khách hàng đã sử dụng cái panel này của mình rồi, các bạn cảm thấy sử dụng nó như thế nào, hãy comment cho mình biết cái kết quả của anh em nhé. Các bạn có thể thấy mình có thể cải tiến được gì không, hãy comment góp ý cho mình ở dưới để mình có thể cập nhật nó lên phiên bản 3.1, 3.2, 3.5, tất nhiên là miễn phí ha. Cập nhật thì miễn phí, còn nếu các bạn muốn mua thì mình note lại ha. Các bạn có thể lên cái trang store.hoangphúcphoto.com để các bạn có thể mua mua cái panel này, hoặc là mua những cái combo preset blend màu, hoặc là combo khóa học, hoặc là combo VIP 1,7 triệu, là tất cả sản phẩm của mình thì nó cũng đều sẽ có cái panel này cả tặng kèm. Ok, đó là toàn bộ video. Hy vọng là cái video này đã giúp ích được cho anh em ha. Nếu các bạn muốn mình làm về video gì ở lần tới thì hãy comment phía dưới cho mình biết nhé. Đừng quên phía này mình có những video khác nữa, các bạn có thể click vô để tham khảo thêm. Nhớ nhấn like, share, subscribe cho mình biết là ở video sau các bạn muốn mình làm về vấn đề gì nha. Bye bye.